បានបច្ច័យមានបានតែមិនអាចទិញពេលវេលាសេចក្តីសុខបានទេ
ឆ្លក់វងវងនឹងបញ្ហាខ្លួនចាទីហោថាឈឺយើងខកតាទៅពេទ្យថាពេទ្យនឹងត្រូវយកបច្ច័យយកឲ្យគេអាហ្នឹងក៏ជាតម្រូវការមួយតម្រូវការមួយទៀតធ្វើបន់អត់បច្ច័យធ្វើបន់ដូចទីហោថាយើងចង់ទិញអីថ្វាយប្រសងអញ្ចឹងយើងអត់មានអីហងចង់ទិញពីពណ៌អត់បច្ច័យក៏កើត อะไรอัศจรรย์มันไม่อัศจรรย์ถึงบนบ้านเลือกเรียนไอ้ปนน้ำชงบนบ้านก็คือปะอัศจรรย์ก็เท่าปานทั้งนั้นปะอัศจรรย์ก็เท่าปานทั้งนั้นจะยังเป็นยอดยอมเอาอัศจรรย์ปานอ่านเทียนเลือกเรียนไปชงอังกาเกย์ยักษ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 
đau đớn thì sập vào bao nhiêu áp anh em nhá này anh là áp thằng nào xui nhầm anh nhóc ta cháy ta chiều bên ta chiều ăn ca nhóc ta khen gì chứ chiều hai ta anh em chặt đau thì sập vào cây sông mấy anh em nhá anh em chặt đau thì sập vào cây sông mấy cái này anh cây sông cứ cơ lạc băng đa xa ấy cơ lạc băng thăng ta tự bán ăn ca mấy vì cái mặt năng giặc tay á mình bông chịu bằng bên phần này nha nhầm nè cái này anh đang khâm ốc bị chất cho nhầm nhầm nè cái ai mình ai á cái ta lớp mình hiệp ai đang cho cái ai nha nhầm nè cái ai nhầm ai mặc bằng thằng á nhầm ai giờ ta ai gì chứ cái chứ nâng chầm ai mới ngay nâng bằng bông cho ra nâng nâng bực bằng nhầm ai đang sẽ tay bao bị chất á ác mình chơi ác mình tha ai thằng á nhóm ai bán tay chay mà hai nhóm ai lên mà điểm tay ai to cái tiệt đây nhóm nè ai to cái kệ bán bán nhóm ai bán bán gì chị bán bần sao nhóm nè nhóm ai lên tay chay tay chiêu là bạc kệ tay chiêu cái hơn là bạc ai nhóm ai có anh mình ai to nhóm ai khoáng sao lại nhóm nhóm ai ăn bán to cái kệ ăn ăn to nhóm ai ăn mồi á nhóm tay ai gì chị ai to nhóm ai men tại tôi mình xâm lăng khơi ha nhóm ai nâng á mình tự chạy á mà nó cái bằng cả bàn tràn mình tự tàn trong tia đó nhóm á bằng căng mà play ta á xin tự đại bao được sắp nâng á nhóm á sắp tự đại bao được sắp nhóm mình nhạc nâng á ôi bây mình sẽ thiê khăn á thiê ạp tự chạy á ta thiê bàn vô bọc thơ bên ôi mình đang bàn 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 nhưng ai to kê cả bạn bấm nhọc mà ai dây chi dây chi ai to mà đoàn kia hay nhưng ai có dây chi ai to dân dân có chung bấm ta kê tiệt anh nâng sẽ đầy bao đi sắp á anh nâng bạch ra ta chạy á mất nhạc khá cây thắng ba miên ta chạy bằng ta thở bọn bạn ác kê khá hay nhọc anh chui tục cành kê ác miên ta chạy chui tục cành bông rừng chút quay tập bàn tập hẹ cả ăn cả bàn bông nha bỏ vọt chứ không nha nhạc miên ta chạy bỏ vọt xùm ăn vọt nhạc miên ta chạy bỏ ác phơ ta nhạc ác ta chạy kê thơ ta ăn nắng phơ bà sẽ kê đấy chua khá nhạc miên ta chạy ác chơi á thang ta chiêu ăn đinh tích kê thơ ta sang bàn bông ta kê kê bông ba chạy bông mình bà bị sốc chắc là cả bên trên bị đường hai cái cây á nhóm á chú có bạn ở sát chú có ta sát á chú có ta sát không ai miền tây mà biết chú ở sát rồi luôn hay á à bên có xo năng á viên năng chọc nó không đua hai cái cây nhóm anh có bê đi liền thay á nhóm anh chẳng thể thở bên cơ vật kiếm cắn ta cắn nhạc nó chắc có sát là ơ tay chú bán bên á ta nhạc miên bà cháy á nhóm á ừ, ta đã ăn miên bà cháy bằng ăn tù vật ta cháy bằng là thông mong miên bà cháy bằng đoàn thợ bồn là thông mong nè nhóm nè miên bà cháy bằng là khẩu bồn nè nhóm á ta cơ ạc miên bà cháy cơ là khẩu bồn của tờ ai ta cắn lộn bà tờ chỗ đó đo vật đang đã ăn bàn bà cháy liên sang cả đó bà chút mộc bà hìa cả đó chút bọc hẹ ta ăn cả đó đang ta bán bà miên bà cháy ai nhóm ấp hiền này ta miên bà cháy bằng hiền tao ấp miên bà cháy ấp hiền
ានចូលវត្តឆោះខ្លាចវត្តឈីដឹងមើលតើខ្លាចប្រអងឈីដឹងមើលតើអត់ទេអឡាយងអាយកត់សង្កងមកមកតាអស្មាបតិកានឹងត្រូវរឿងមកកាត់ខោគឺកណាថោព្រះអង្គការធ្វើបន់យើងអាចធ្វើបានច្រើនរបៀបអត់បច្ច័យក៏បានអើមិនមែនមានតែបច្ច័យមិនធ្វើបានទេអស្មាកង្ខាឆ្នៃញោមអាយអស្មាធ្លាប់ទៅវត្តតាអស្មាខេតាហើយអ្នកថាបតិកោមានបច្ច័យមកធ្វើបន់ធ្វើទៀតឲ្យធំម្ដងចាក់អបងតិចតិចសំឆាំទៅញោមញោមណាអបងតិចតិចឆ្លារាល់ថ្ងៃអបងធំធំមួយឆ្នាំម្ដង10ឆ្នាំស្គាល់វត្តម្ដងនឹង20ឆ្នាំស្គាល់វត្តម្ដងស្គាល់តាមម្ដងសុគតបាត់អត់ទៅអត់មានបច្ច័យគឺស្គាល់វត្តមកធ្វើអាធំមកទៀតបងណាងហើយចាំអាធំមកចាំកូនជុំគ្នាឆ្លាក់ធំម្ដងនឹងណាអត់ស្អាធំម្ដងចាំអូនការអស់ជំនួសគាត់អូនអង្គមានជំនួសមកបាត់បច្ច័យទៅស្បាំចាំចាំបាត់ទៀតចាក់កូនមិនឡើងទៅគ្នាអញ្ញាញោមតែមានគោហារតីចាក់ដូចគ្នាកូនប្រុសចង់ធ្វើកូនឆ្លៃអត់ធ្វើកូនប្រុសស្ដាយបច្ច័យកូនឆ្លៃស្ដាយបច្ច័យអញ្ចឹងដោយសារបច្ច័យញោមណាអាឡាយទៅចាំគ្នា10-20ឆ្នាំទៀតបដាល់អត់ចុកចុកបាទអាឡាយទៅចាំកូនធ្វើបន់ធំណាញោមណាតែបើយាយខ្លះពេលមានចិត្តបរិសុទ្ធមិនបាច់កូនណាកូនបើមានជួយអោវាបើមិនគ្មានអង្គថាធ្វើបន់បានអង្គតាមនាំបោះយកទៅព្រះវិហារបោះក្រងវិហារក្រៅវិហារឲ្យស្អាតទៅរកថ្ងៃហើយបានបន់អតិកុសលឲ្យកូនគ្រប់គ្រប់គ្នាឲ្យមានអមសេចក្តីសុខទៀតណាញោមណាជួបតាមមនុស្សល្អបាទដៃចំវិញខ្លួនជួបតាមមនុស្សល្អគូល្អកូនល្អម្ដាយល្អតាអាចាន់ពេញពេញមើលផ្លូវកូនណាញោមអត់ស្គាល់វត្តសោះដល់សពត់ឡើយហើយសពត់នោះកូនចង់យកទៅវត្តទៅធ្វើតាចៅចាស់ទី3ថ្ងៃបើជាបាត់ចាំញោមណាចាអញ្ញងទៅថាមិនបាច់ទៅចាំក៏ធ្វើបានបានដែរអឡាអាត្មាទៅបងញោមអាយសបបានណាបានអញ្ញងក៏មិនតែល្អអត់ខ្ចោះមិនកូនអស់កន្លែងទៀតដល់វិញនៅច្រើនចាំឲ្យខោឯងអញ្ញងក៏បងញោមសង្ខាតិចតិចនេះណាអាយចាំចម្រើនតចម្រើនតអមេសក្តីសុខអាយុបណ្ឌិតសខកលៈកម្មសញ្ញាតតៃសាធុសាធុសាធុបានសក្តីសុខចង្ការណមកតើបានណញ៉ាំណាអមេសក្តីសុខណញ៉ាំណាបានកលាប់មកគឺកតោណៃតបាទក្រោយពីសម្ដាប់ហើយតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសមត្ថភាពនៃការសម្ដែងរបស់ព្រះអង្គបើសិនជាចូលចិត្តសូមចុច Like ហើយបើសិនជាបងប្អូនមាន Channel ធំធំអាចយកវីដេអូនេះទៅផុសបន្តទៀតបានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អូខេអរគុណបាយបាយ